Xin chào các bạn đã đến với kênh của Cương Hải Phòng. Đây Cương Hải Phòng giới thiệu cho anh em về cây tích sư. Đấy. Cái cây này thì anh em nó thường xuất hiện ở Trung Quốc rất là nhiều, nhưng mà ở Việt Nam mình thì chỉ có những ở Hà Giang này. Đấy, Kon Tum, những cái vùng cao mà nó có khí hậu lạnh ấy. Đấy, còn anh em dùng ấy là nó đây đúng là thuộc họ nấm nhá anh em nhé. Nếu mình dùng tốt nhất mà không cần phải đẹp thì mình lấy từ phần thân này lên, còn đây là phần gốc của nó, mình có thể bỏ đi cũng được mà ngâm rượu cũng được, ok nhé. Đấy, nó là chuyên trị về cái phần gọi là yếu sinh lý, rồi là mỏi lưng mỏi gối, về thận rất là tốt. Đấy, cái này thì anh em ví dụ như củ này rơi khoảng nửa cân, anh em ngâm khoảng 10 lít rượu trong vòng một tháng là mình dùng được. Còn tất cả những trường hợp anh em cần gọi là thực tế nhiều thì nên hỏi ý kiến bác sĩ nhé. Còn lại cái này nó chuyên mạnh về sinh lý anh em đấy, có thể thu hái vào mùa xuân và mùa thu. Đấy, nó cũng như tương tự như nấm ngọc cẩu hoặc cây mũ tử cũng thế anh em ạ. Đấy, rồi có gì thắc mắc anh em cứ lên YouTube, Facebook của Zalo Cửa Hải Phòng sẽ tư vấn cho anh em nhé. Rồi xin chào anh em, đến sau.